Nam đang nhìn đẹp gái quá bay. Dạ, kính mời quý vị khán giả hôm nay về thăm Vĩnh Long và cùng theo chân Coleman đến một cái quán ăn sáng mà rất là nổi tiếng ở đây, quán phở 91. Lý do là quán này có cái tên là phở phở 91 là vì ở đây là địa chỉ là số 91 đường 2 tháng 9 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Cái quán này mới vừa dừng xe bên ngoài thôi là mình đã thấy thú vị rồi, bởi vì mình thấy cái hàng rào đó, anh Sơn ngồi ngay cái hàng rào luôn, dễ thương, rất là vui. Còn phía bên này thì mọi người nhìn thấy cái nhà nó cũ cũ xưa xưa, rồi ngồi trong sân nhà ngồi ăn uống nó giống như một cái quán gia đình vậy đó bà con. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo nhân Coleman đi vô nha. Anh ngồi ở đâu? Anh ngồi đây hả? Ở đây nè con, ở đây ngồi. Đây đủ sáng không? Ok. Ở cái quán này có cái sân ở ngoài kia, người ta vừa để xe rất là tiện luôn quý vị các bạn. Ủa sao tự nhiên có mình hai mình ngồi đây vậy? Rồi thưa quý vị các bạn, hôm nay là tiếp tục huấn luyện cho một đệ tử nó đi review. Đây cô gái này cũng là một trong ba cô gái bán đào. Đây là cô bé Tiền. Đây là cô bé Tiền. Mọi người nhớ em không ạ? Em là Tiền bán đào. Tiền bóc đào, Tiền đào bồng. Đi vô cái bếp coi chút xíu đi. Rồi. Có gọi gì gọi đi. Ở chú tô gì ta? Chín gần nước đồng. Dạ trời ơi. Nghe quán nó nổi tiếng lắm, bữa nay mới vô đây. Dạ được. Đây là cái quầy bếp. À có bò viên nữa. Ngon quá. Dạ. Chính là như thế có bò viên nữa rồi, ngon quá. Dạ em bưng đi. Còn số 1 là 3 thập ngạp, phồng tái, hợp ngạp, phồng bánh, phồng tái gân. Ủa sao nhớ được hay vậy ta? Dạ. Nghề nghiệp các em anh ơi. Nghề nghiệp á, rồi. Còn nhỏ, cái kia với nhỏ, tái gân, ta chế hợp ngạp. Có, của em rồi. Nhỏ nó nha. Quán rất đông vui. Thôi nha anh ơi. Rồi em đi. Rồi nhìn nguyên cái thau bún, cái thau phở, bánh phở kìa, dễ sợ chưa. Mình đếm coi là mấy. 1, 2, 3, 4 5 6, 7 Trời ơi 6, 7 7 6, 7 cái nồi nước lèo. Ủa này cái gì em? Ủa ngon cái gì? Ủa thôi ngon quá, nạm gân nè. Rồi đây, đây của ai ta? Không phải của anh. Không phải của anh hả? Cho anh tôi giống vậy đi. Khí thế thì cũng sáng quán đông vui dễ sợ luôn. Anh tô giống vậy nãy nha. Anh tô giống vậy là tô gì? Tô nãy em mới bưng ra. Cái nãy là hai tô rồi anh. Hai tô hả? Hai tô nhỏ. Tái nằm gạo, cái đó là gì? Anh tẩm khi đầy đủ. Gạo có, gâm có, viên có, nạm có. Rồi, vậy luôn đi. Cho anh tô thập cẩm đi. Ừ.
nước lèo có 5 nồi đó. Trời ơi. Bán gì có buổi sáng đâu hả chị? Buổi sáng buổi trưa luôn hả? Ồ. Rồi, để cho anh tôi thập cẩm nha. Anh thập cẩm, anh lại ngồi bàn đi anh. Rồi, ok, anh lại ngồi bàn. Có nước tiết không? Có nước tiết. Không, anh em có tiết. À, anh em không có tiết. Ok, rồi. Rồi, tôi ra bàn ngồi. Đem con đây. Gọi gì chứ? Con gọi cho chú. Nãy chú gọi vô, nãy chú gọi thập cẩm luôn rồi. Không gọi rồi hả? Gọi chín gân hả? Rồi bà con mới đám cái ăn gì? Cái gì vậy? Cái gì? Nó biết vô, phở này ăn phở. Cầm hả? Phở thập cẩm hả? Đây là nghệ sĩ ưu tú Cao Minh Quang á, người có những bức ảnh huyền thoại á, đã được trao giải, đã được gửi đi dự thi giải quốc tế mà chưa thấy có hồi âm. Không chứ giờ mà có hồi âm là giờ này là giờ này đâu ở đây, giờ đi làm công ty khác rồi. Còn sao anh ngồi đây? Anh. Rồi đó. Có rồi. Của anh hả? Anh tháng gì vậy? Chị ơi, cái gì cơ cũ trong đó giỏi. Thôi vậy chắc phải hồi là một con rồi. Rồi đây quý vị các bạn thân mến. Đó. Ở 91. Dạ. Chào anh. Em là fan của anh, em từ Nha Trang vô mà gặp anh ở lại luôn á. Trời ơi, xin tấm hình nha. Dạ được, được anh. Dạ, rồi ok anh. Ồ, Nha Trang mà sao biết quán này hay vậy ta? Có người quen. Dạ. Nhanh lên. Không. À, nhiều lắm lên đó, cái sống làm sống bỏ mày. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Ok, rồi, ok, rồi. Đó, đây là cái tô thập cẩm đây bà con. Đó, nãy là bình thường là mình ăn tô chín. Em. Dạ. Nãy em gọi Dương Tô đúng không? Em kêu gì anh Sơn? Ai gọi anh? Để em Sơn. À, giờ em sang hả? Vậy khoan mang ra đã. Của em là gì? Dạ, của em Nhân. Thái. Của em gọi con Thái. Rồi, ok. Đây cái tô mình đây là tô thập cẩm đây bà con. À. Nạm này là gì ta? Nạm gầu hả? Gầu mà cái này nó giòn, mỡ nó giòn giòn. Ồ, mỡ này giòn ngon lắm nè, nhưng mà mình lát thôi mình bán cái đi. Ồ, đây là cục này tôi khoái nè. Gân, ôi gân này ngon quá hè. Để. Rồi, giờ mình thử trước cái nước lèo trước nha bà con. Đã, anh xin lỗi, cháu nó giòn mà nó không lưu không có. Rồi, xin lỗi. Anh nhà mày nó lưu không? Đó, thần tượng ta vô tới đây có nhiêu đó không à. Chụp hình quên lưu hả? Ừ. Rồi. Chụp hình mà quên lưu. Kỳ trời. Dạ nhiều khi quý khán giả thông cảm là khi mình quay cái nội dung chính mà cái lâu lâu các bà con chụp hình nó hơi gián đoạn một xíu, bà con thông cảm nha. Rồi tiếng nó hơi bị khào khào rồi, tối hôm qua la quá. Rồi hôm nay còn hai tối nữa, quà tặng bất ngờ tại Cần Thơ nữa. Ồ, cái sợi. Ồ, cái sợi phở đây nó trong trong mà nó giống sợi hủ tiếu hả ta? Nó to vậy. Chút xíu. Ồ, thử nha. Ồ, cái sợi phở đây nó lạ lắm nha. Nó dẻo.
Nó trong trong giống như sợi hủ tiếu ấy bà con. Cái nước lèo rất là thanh. Nhìn vô trong cái bếp là có tới 5 nồi nước bự. Đáng sợ. Không nhận chưa thấy cái quán nào mình thấy nhiều 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 cái nồi nước lèo luôn. Ở đây luôn nè. Rồi. Rồi, thêm một ít chanh. Đó, phở là phải đủ bộ hết. Không, mình lại không bao giờ ăn phở với sa tế hết. Đó, đó là cái lạ của mình luôn á. Nước lèo thanh ghê luôn á. Nước lèo rất đậm đà. Rồi họ nấu nước là họ nấu xương cỡ đó mà 5 nồi nước mà. Nhưng mà ăn cái vị này là đúng vị ngày xưa. Ngày xưa là những là... quán lâu đời là cái mùi vị nó giống vậy đó. Đúng không? Lúc đó còn mới 1 tuổi hả? Quán vị. Mới 20 tuổi hả? Hiện tại là con đang học cấp 3. Mới học sáng mới này ăn sáng xong đi học. Mới có hai mới hơn 20 tuổi mà hương vị ngày xưa. Trời trời. Mày đi chắc lâu đời á. Quán này chắc lâu, chắc hỏi gì này nè. Của em quán này bao nhiêu năm rồi em? Vậy lâu lắm hả? Lâu còn không biết luôn rồi. Ồ, cái sợi bánh phở này lạ thật đó. Đây. Các bạn vào đây có thể gọi một tô thập cẩm nha. Nó có nạm gầu, nó có chín, nó có gân, có bộ viên. Qua lại mấy ly? Dạ được rồi. Ba ly. Mất giá vô. Đó, bây giờ sau khi mình đã nếm rồi, đậm đà hẳn rồi đó. Giờ sơi thôi. Em thử cái bánh phở, rất lạ. Cái sợi phở đó. Dẻo, bánh phở dẻo. Dạ, 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 dạ. Chứ nó không phải là cái mấy sợi phở mình hay ăn. Đó. Rồi, quý bà con cô bác, các anh vô bỏ một vài comment cho bé Tuyền học sinh nha. Bé Tuyền học sinh cấp 3 nha. Nữ sinh cấp 3. Để bé mạnh dạn review lâu lâu rồi đi theo comment review cho bà con coi vui. Một số bạn hay nói sao mình hay quay là hay quay với lại một hai đệ tử hay ngồi kế bên, thật ra nó một mình ăn ngồi mình nói thì nó cũng chán đúng không? Còn phải có tương tác qua lại đó, là vậy thôi à. Cái miếng thịt nãy chú cho ngon ngon ra luôn. Vâng. Nhưng mà nó giòn giòn béo béo. Để ăn không review. Nuốt rồi xong mới review. Ăn sao nhìn cho thiệt ngon cái miệng đó. Ôi,
chúm chím chúm chím. Đó, từ 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 đưa vô miệng thôi. Rồi. Thả miệng đựng vô rồi. Ngon không anh? Ăn mà đổ mồ hôi lỗ mũi luôn rồi biết. Dạng này cơ địa à. Ở đây đổ mồ hôi trên đầu, ở đây đổ mồ hôi lỗ mũi. Sáng sớm tại Vĩnh Long. Rất khi ít khi mình ghé vô Vĩnh Long để review á, hình ra là lấy qua luôn. Cho nên là chính như vậy cho nên một số bà con nói ủa sao thấy con men về đây mà như ít người biết. Dạ đúng vậy, tại vì ít review đồ ăn quá. Chứ ở đây mình thấy nhiều món ngon lắm, mình sáng đi chỗ này thấy có chỗ bán bún thịt xào ở trên đường Trương Nữ Vương nữa, bữa nào sẽ review ở chỗ đó. Đi ngang thấy đông ghê luôn. Ừ. Là con ông bu lại mua mang về. Bún thịt xào. Bún thịt xào. Trưng nữa vương. Ủa. Đó, đeo vô. Đó. Nói cho nó rõ. Đây nè, có cái cục gân nè. Ừ. Nãy mình tưởng là cái gì, tưởng cái đuôi bò nhưng không phải, đây gân. Rồi mềm rồi giòn. Xong chưa? Rồi, còn anh ăn như cái máy rồi. Chắc bố vô đây phải gọi cái phần gân đó. Anh nhìn cái cục gân nè. Để thấy bò viên cũng ngon lắm mà sao không thấy bò viên đâu trơn kìa. Gân chất lượng không? Đó, cắn nó giòn thì giòn. Hay kiếm bò viên. Quên bò viên mình làm sao đó. Đó, đó, đó. Lắp ló một em bò viên. Bò viên lắp ló. Chắc phải xin thêm chén bò viên quá. Ừ. Phở đặc biệt thiệt luôn á. Không biết là cái sợi phở này ở nhà họ làm nữa. Nhờ mà không đặt mua ngoài lò. Nhưng mà
các quán phở mình ăn ít khi gặp cái sợi này lắm luôn. Mà anh ơi, gọi anh chén bò viên đúng không anh ơi? Chén bò viên nhỏ. Rồi tính tiền luôn. À, đã quá. À, chắc trưa nay mình sẽ up cái video này lên để thay lời cảm ơn khán giả Vĩnh Long ngày hôm qua đã ra ủng hộ Colorman rất là đông tại quảng trường thành phố Vĩnh Long, công viên sông Tiền. Rồi chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm qua diễn ra thành công tốt đẹp. Mấy khán giả rất, khán giả Vĩnh Long rất là dễ thương. Cái thứ hai nữa là cũng vừa là cảm ơn khán giả Vĩnh Long, chào tạm biệt Vĩnh Long, và cũng chính thức thông báo với khán giả ở Cần Thơ là chiều nay vào lúc 17 giờ Colorman sẽ có mặt tại cầu đi bộ Cần Thơ, hay gọi là cầu tình yêu Cần Thơ, để tiếp tục ghi hình tập kế tiếp của quà tặng bất ngờ. Quý vị các bạn nhớ ra đông đủ chứ, ra chơi nha, ra chơi, ra chơi. 5 câu hỏi nhận ngay 10 triệu đồng, rất là đơn giản. Oh wow, đó đó đó. Thử đi. Em một miếng nha. Nói đi. Hồi viên siêu ngon luôn. Rồi mình strongly suggest bà con cô bác là đến đây nên gọi cái dài. Thấy dài cái giọt. Mà cái vị nó rất là vừa, vừa ăn lắm. Cái này ngon. Hình chỉ ngon, ta cho ít. Cẩm đồ tập cẩm như thấy có một hai cục à. Đây là cách ăn bò viên mà ngon nha. Hít hà quá. Trơn quá vậy. Ngồi trơn. Yeah. Em xin một miếng nữa ạ. Hạp rồi, hạp bò viên rồi. Em cũng mơ em bò viên. Con lại bò viên dễ ăn. Không. Đỡ ngán nữa. Nhiều khi mình ăn mình ngán là mình có thể gọi tới bò viên. Một thỏ bò viên. Thịt nhiều quá cũng ngán. Thường em cũng hay gọi tái bò viên, nhưng mà mấy chỗ khác bò viên nó không xuất sắc như vậy, cũng tái cho an toàn. Mà bò viên đây ngon quá à. Mới mốt biết đến đây là mọi người phải gọi thử cái món bò viên này. Gân với bò viên, gân bò viên ở đây hơi bị xuất sắc. Để tiếp tục. Thôi, phở 91 đường 2 tháng 9 rồi. Như đây là đầy số 1 mình 2 tháng 9, thành phố Vĩnh Long. Nghĩ là vậy, hết xui. Nếu sai, mình sửa sai sao. Và quý vị bạn thân mến, thêm một địa chỉ ngon ở Vĩnh Long. Thấy có lỗi cho bà con Vĩnh Long quá. Tại ít đi, ít ăn, ít review ở đây quá. Ở đây có nhiều quán ngon. Và đây là một trong những quán như thế. Buổi sáng, rất là đông, rất là vui. À, câu này bự quá. Cà phê đối diện cái công viên Sông Tiền đó, nhỏ luôn. Nhớ nha bà con cô bác, chiều nay lúc 17 giờ tại cầu Tình Yêu, tại cầu đi bộ của Cần Thơ, mời quý vị các bạn ra chơi game show và tặng bất ngờ cùng Colorman. 5 câu hỏi nhận ngay 10 triệu đồng về. Dạ. Chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn bạn Tuyền đã tập tành review cùng với Colorman. Dạ. Mong là em sẽ được đồng hành cùng anh trong những tập review sắp tới. À, bà con cứ comment, cứ góp ý cho bà, cho bé đó, và đừng ngại nha. Các bạn tự mình là chịu khó học hỏi lắm, giống như bà Hoàng Anh vậy, chửi chửi cũng làm à. Dạ. Đứng ngay, đang đứng ngay sau lưng đó. Trời ơi.
ngăn sà chua trốn bên kia. Oh wow. Bộ gì ngon quá. Tiếp đi.